và cả nhà nó thấy yêu thương em dành tặng em hôm nay nè. Và bây giờ thì em sẽ review qua, đó, review qua cho các bác cùng xem qua chiếc đẩy nền vang. Đầu tiên thì đây là chiếc đẩy nền vang mà em chưa có cắm điện này. Bên kia thì đã cắm điện nguồn và đang test rồi, đúng không ạ? Về thiết kế thì các bác có thể thấy là thiết kế cực kỳ đẹp. Đó, mặt nhôm phay và có bắt sẵn cho chúng ta hai cái tai. Đó, nếu như mà các bác đang dùng tủ âm thanh, các bác dùng tủ âm thanh nhé, thì các bác có thể là bắt trực tiếp chiếc đẩy nền vang này tới tủ âm thanh, sao hiểu nó là size 3U. Và nếu như không thì các bác có thể tháo ra. Đây, các bác có thể tháo ra, tháo cái tai này ra. Nếu như các bác không muốn cái hai cái tai này nó đặt ở trong tần âm thanh nhà mình thì các bác có thể tháo ra rất là dễ dàng. Đó, chỉ vài thao tác thôi là chúng ta có thể tháo được ba đốc đẩy ra nhé, size 3U. Và thiết kế mặt trước thì các bác có thể thấy là chúng ta sẽ nhìn thấy là ba phím volume to nhỏ. Đó, bên tay trái màn hình các bác sẽ là to nhỏ của mic này. Ở giữa đây là chúng ta sẽ có to nhỏ của echo. Đó, và bên ngoài cùng sẽ là to nhỏ của mic. Đó. Thì với sản phẩm này thì nó được trang bị 5 đường mic. Đó, 5 đường mic. Đây, mic 1, mic 2 và mic 3. Đó, 1 2 3 các bác nhé. Thì đây là 5 đường mic mà các bác có thể dễ dàng kết nối, như là mic có dây thì các bác có thể kết nối đằng trước và mic không dây thì các bác kết nối đằng sau. Rồi, tiếp theo. Về bên trái màn hình bên ngoài này thì sẽ là một phím tắt mở. Đó. Công tắc nguồn nó sẽ ở mặt trước luôn này các bác này. Đó. Đó, thao tác rất dễ dàng. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có echo. Echo thì chúng ta sẽ có delay và repeat. Và bên ngoài này sẽ có là bass mid check, bass mid check của echo các bác nha. Đó. Rồi bên này nữa thì chúng ta sẽ có bass mid check của mic và bass mid check của nhạc. Và bên ngoài cùng đây chúng ta sẽ có một phím cân bằng loa, tức là 3 năng. Và điểm giữa của sản phẩm thì sẽ là một cái màn hình. Tuy nhiên họ đã làm cho chúng ta một lớp kính rất là to, nhìn nó rất là sang, đúng không ạ? Lớp kính này thì ở giữa đây thì nó sẽ là màn hình này. Đó, màu tím tím. Rồi, ở đây là chúng ta cho phép kết nối USB này. Và ba phím này sẽ là ba phím dành cho USB. Đó, đây là chúng ta có thể thao tác nhanh, chuyển sang Bluetooth nhanh hoặc là chuyển sang USB nhanh nhé. Ở đây là input. Đó, thực sự là rất là đẹp. Đó, xin chào hai nhé, chúc hai buổi tối chiều vui vẻ. Đó, em sẽ quay phía sau cho các bác. Rồi, phía sau của sản phẩm đây ạ. Phía sau của sản phẩm này thì đây thì các bác có thể thấy này. Đấy, con này thì nó được trang bị 4 kênh. Bốn kênh này thì chúng ta có thể kết nối như sau này. Các bác có để ý đây là có chữ right A và right B và nếp A, nếp B và nếp A này. Đó. Thì đây là sẽ là chia ra là hai bề trái và hai bề phải, chúng ta chơi được hai cặp loa các bác nhé. Và khi đấu loa thì xin chào anh Huân Xin Việt ạ. Cực chất luôn ạ. Khi đấu loa thì các bác có thể đấu loa nhá. Nếu như các bác được một cặp sẽ là right A và nếp A. Đó, tức là hai kênh bên ngoài. Đó, chứ nếu như các bác cùng đấu hai cái cạnh nhau này thì nó sẽ là một vế này. Là các bác lưu ý giúp em là khi mà chúng ta kết nối, chúng ta sẽ kết nối chia ra làm hai, A và A, B và B. Đó, nếp B và right B, nếp A và right A. Đó, thì chúng ta sẽ chơi được hai cặp loa nhé. Và bốn kênh này sử dụng độc lập nhé. Đó, chúng ta có thể ra tín hiệu độc lập. Ở giữa đây thì chúng ta sẽ có một quạt gió này, một lỗ thông hơi nhé. Đó, em đang trang bị máy cắt hát. Đó, nên là cái lỗ thông hơi này nó sẽ đẩy hết các cái không khí nóng từ bên trong chiếc đẩy nền vang này ra ngoài. Đó. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có những phím điều khiển như sau. Hai cái SW đó và SW NPF. Ở đây thì chúng ta sẽ là chỉnh sub các bác nha. Đây chính là to nhỏ của sub này. Đấy, đây còn là SW, họ viết tắt là subwoofer nhá. Subwoofer. Nên là họ sẽ viết tắt là SW chứ họ không ghi là FUB. Đó, nên là chúng ta sẽ chỉnh sub ở đây và tín hiệu sub out. Đó, sub out nó sẽ ra đây. Trái và phải. Đó. Rồi tiếp nữa là chúng ta sẽ có hai đường mic 45 này. Mic 4, mic 5 này. Còn đây là nhạc. Đó, nhạc ở đây thì các bác có thể là khống chế tiếng nhạc to hay nhỏ. Đây là em là cái nhà máy đang để hướng 12 giờ. Đó, các bác có thể là tùy chỉnh là to hay nhỏ là tùy chỉnh chúng ta nhá. Các bác có thể khống chế tiếng nhạc ở đây. Rồi đây là cho phép chúng ta kết nối cổng quang này. Đó, và bên trong là sẽ có một cái giải mã từ digital sang analog các bác nhé. Đó, bên trong này nó sẽ tích hợp giải mã cho các bác. Rồi bên này thì chúng ta có aux 1 và aux 2, đây là đường AV hòa sen. Đó. Ở đây là tiếng mic, khống chế mic nhé. Ở đây là chủ khống chế nhạc nhé. Đó, các bác khống chế nhạc ở đây. Đó. Rồi đây là chúng ta có một thêm một cổng break nữa. Cổng này cổng thu âm hoặc các bác có thể live stream trực tiếp trên giàn âm thanh. Đó, thực ra là cái sản phẩm này thì em rất là ưng ý, bởi vì là về các cái kết nối hay là về cái tính năng thông minh thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ cho các bác về các cái kết nối. Còn đây thì em đang test trực tiếp chiếc đẩy nền vang này. Đây các bác có thể thấy này. Đó, tên là Zia, mã là S6500HA. Và đây là em đang chơi ở chế độ AUX1. Đó, AUX1 in. Đó, là em đang kết nối AV hoa sen tới chiếc van đẩy này. Và khi bật lên thì chúng ta có thể thấy này, đèn led nó rất là đẹp nhé. Đứng nét và đứng mic. Đó.
chúng ta biết rằng là chúng ta đang ở hát ở cái ngưỡng nào đó. Còn nếu như các bác muốn khống chế tiếng mic đó, khống chế tức là ai đó không biết có thể là vặn nó rất là lớn lên, mắc lên như thế này đó, thì khi mà chúng ta bật mic lên thì rất là dễ gây cháy loa, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ có thể là tự khống chế tiếng mic ở phía sau, thì khi mà vặn hết ngưỡng như thế này thì tiếng mic nó cũng chỉ ra được tầm 30-40% thôi. Đấy là do tùy chúng ta có thể là điều chỉnh đó. Và con này nó có cả tiếng khống chế nhạc nữa, nó giúp cho bảo vệ những đôi loa của chúng ta, nên là các bác yên tâm khi sử dụng với cái độ bền nó rất là cao và rất là thông minh đó. Và giá sản phẩm này thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì chỉ còn giá là 4.800.000 nhé, 4.800.000 đó. Một vang tiền đẩy 4 kênh đó, công suất 500W một kênh liền, mạch con hát đầy đủ tính năng, cổng quang Bluetooth USB. Thì cái giá này thì nó quá rẻ cho các bác để các bác có thể lựa chọn, nên là các bác cần tư vấn thêm có thể để lại bình luận bên dưới giúp em. Và bây giờ thì em sẽ test qua cái tiếng mic nhé, tiếng mic này các bác cùng nghe qua này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Năm, sáu, bảy. Tiếng mic rất hay. Đó, tiếng mic hay. Đó, rất rất là hay trên tiếng mic này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Đó, em vừa rồi là để tiếng nó khá là lớn nên nó hơi gây hú rít, nên là sẽ phải cho nhỏ lại. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Nên là cái sản phẩm này tiếng nó rất rất là hay về cái tiếng mic cũng như là tiếng nhạc để các bác có thể lựa chọn cho mình. Nên là các bác cần tư vấn thêm thì hãy để lại bình luận bên dưới để chúng em tư vấn cũng như là hỗ trợ toàn thể các bác nhé. Và cả nhà yêu thương em dành tặng em một like nào. Đó, nên là giúp em. Và cái sản phẩm này trong chiều ngày hôm nay giá chỉ 4.800.000 thôi ạ. 4.800. Rất rất là rẻ để các bác có thể lựa chọn.